Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media trong ngày 28 tháng 5. Thưa quý vị, ngày hôm nay đã chính thức khép lại quá trình săn phiếu của chương trình Tam Đa Promo 2023. Những lá phiếu cuối cùng cũng đã được khách hàng cho vào thùng phiếu. Và những cảm nhận của các vị khách hàng về Tam Đa Promo năm nay như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi trong điểm tin ngày hôm nay. Sách đang thiếu trầm trọng những người lái xe chuyên nghiệp, hơn một nửa trong số đó là những tài xế hiện đang trong độ tuổi sắp nghỉ hưu hoặc đang nghỉ hưu. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vừa tuyên bố đề xuất kết nạp Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn và điều này đã dẫn tới xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Quá trình săn phiếu Tam Đa Promo 2023 chính thức khép lại, 10 vị khách hàng cuối cùng lọt vào vòng Gala Dinner sẽ được công bố vào hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 5. Thưa quý vị, tại SEC đang thiếu trầm trọng những người lái xe chuyên nghiệp. Hơn một nửa trong số những tài xế hiện tại đều trong độ tuổi sắp nghỉ hưu hoặc độ tuổi nghỉ hưu. Và vấn đề này sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Hiệp hội các hãng vận tải đề nghị cho phép những công dân từ 18 tuổi có thể lái xe buýt và đề xuất này đang được các nghị sĩ thảo luận. Theo phát ngôn viên của Chesmart Bohemia, ông Martin Felix cho biết số người lái xe bị thiếu sẽ không ngừng tăng lên, ước tính sẽ có tới 20.000 tài xế xe tải và 5.000 tài xế xe buýt sẽ bị thiếu. Trên thực tế, số lượng xe tải trên đường ngày càng tăng, điều này gây ra nhiều phức tạp trong vận chuyển. Một số tài xế gặp mệt mỏi hay căng thẳng đã dẫn đến những tai nạn không đáng có. Các công ty do bị thiếu tài xế người Séc đã phải thuê những người lái xe là người nước ngoài, thường là những người đến từ các quốc gia bên ngoài EU, đa số là người Ukraine. Hiện trên khắp Cộng hòa Séc đang thiếu tới 500 tài xế xe buýt ở các công ty vận tải. Vì vậy, Hiệp hội các công ty vận tải muốn đơn giản hóa việc tuyển dụng nhân viên. Họ đề xuất giảm tuổi của các tài xế được phép lái xe buýt xuống 18 tuổi. Hiện tại, tài xế xe buýt được phép lái xe nếu đủ 24 tuổi hoặc sớm hơn nếu đáp ứng được một số điều kiện. Đề xuất cũng được Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ. Hạ viện sẽ bỏ phiếu về đề xuất này trong vòng 2 tuần tới. Đề xuất muốn được áp dụng từ năm sau. Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên đại học là người nước ngoài đã tăng đáng kể. Và theo thống kê thì số lượng sinh viên đại học người nước ngoài tăng 3% mỗi năm. Nhiều nhất là sinh viên quốc tịch Slovakia chiếm tới 40%, tiếp theo là quốc tịch Nga và Ukraine. Vào năm ngoái, các trường đại học Séc đã thu nhận các sinh viên đại học đến từ 160 quốc gia trên khắp thế giới. Những sinh viên đại học người nước ngoài nhiều nhất tại Séc là người Slovakia, người Nga và người Ukraine, nhưng cũng có những sinh viên vượt qua một chặng đường dài đi từ bên kia hành tinh đến Séc học tập. Ngành học phổ biến nhất của sinh viên nước ngoài là ngành y. Tại khoa Y1 của trường đại học Sackler có tới 1/3 sinh viên đến từ nước ngoài, nhiều nhất là đến từ Slovakia, sau đó là sinh viên đến từ Ấn Độ, Israel, Anh và Đức. Trong một số ngành, sinh viên có thể học tập bằng cả tiếng Séc và tiếng Anh. Theo văn phòng thống kê Séc, số lượng người nước ngoài tại các trường đại học ở Cộng hòa Séc đang không ngừng tăng lên. Trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm tăng 3%. Vào năm 2022, người nước ngoài chiếm gần 20% trong số khoảng 300.000 sinh viên đại học. Hãng bảo hiểm VZP sẽ nhận được danh sách những người dân đang đợi lương hưu từ Bộ Lao động Xã hội để hãng dừng thu bảo hiểm đối với những người này. Tại Séc, những người dân nhận lương hưu sẽ được nhà nước chi trả khoản bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, vì số lượng lớn người đang đợi nhận lương hưu nên các cơ quan quản lý không kịp xử lý hồ sơ và cũng vì lý do này mà nhà nước không kịp trả bảo hiểm y tế thay họ. Trong cuộc họp vừa qua, các bên đã thống nhất Bộ Lao động sẽ mở rộng cơ quan an ninh xã hội và bàn giao cho bảo hiểm VZP danh sách những người nộp đơn xin về hưu sớm. Dựa trên danh sách này, bảo hiểm VZP sẽ ngừng liên hệ với những người đó. Tình hình dự kiến sẽ được giải quyết trong vòng 1 đến 2 tháng. Nếu những người nào thuộc nhóm này đã nhận được yêu cầu thanh toán bảo hiểm từ công ty bảo hiểm thì nên liên hệ với chi nhánh của VZP để được giải quyết. Người dân Séc ngày càng lạm dụng thuốc và mức tiêu thụ tăng nhiều nhất là các loại thuốc giảm đau và thuốc chống trầm cảm lo lắng. Theo thống kê thì phụ nữ lớn tuổi hay tìm đến những loại thuốc này nhất. Ông Petr Popov, trưởng phòng khám nghiện Đại học Tổng hợp ở Praha cho biết, những năm gần đây đã thấy được sự gia tăng đều đặn số lượng người lạm dụng thuốc hoặc có vấn đề dẫn đến nghiện ngập.
Thông thường những người này tìm đến thuốc để giúp xử lý một vấn đề nào đó, ví dụ như đau đầu, mất ngủ hay trầm cảm. Những loại thuốc bị lạm dụng nhiều nhất là thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc ngủ, nói chung là các loại thuốc giúp an thần và chống lo âu. Gần đây, số lượng người lạm dụng thuốc ngủ đang tăng lên, kể cả thuốc giảm đau và thuốc có thành phần là thuốc phiện. Số liệu từ Viện Kiểm soát Nhà nước về Ma túy cho thấy trong năm 2018 đã có 2,5 triệu hộp thuốc giảm đau có thành phần gây nghiện được kê cho bệnh nhân thông qua Aerosep. Trong các năm tiếp theo, con số đó là 3,2 triệu và 4 triệu hộp thuốc. Tuy nhiên, từ năm 2020, số lượng tiêu thụ của các loại thuốc về thần kinh hay lo lắng đã giảm đáng kể. Đáng báo động là các loại thuốc này cũng được trẻ em sử dụng, ví dụ 17% học sinh trung học từng có kinh nghiệm với các loại thuốc an thần hoặc thuốc ngủ mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Nếu kết hợp các loại thuốc này với các loại thuốc khác hay ma túy, rượu bia thì đó là một sự kết hợp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện một sơ hở đáng chú ý là các loại thuốc như thế này có thể được kê bởi bất kỳ chuyên gia nào, ví dụ bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần hay bác sĩ khu vực, và điều này dễ dàng bị bệnh nhân lợi dụng để có được loại thuốc mà mình muốn từ nhiều nguồn khác nhau. Cảnh sát Séc bắt đầu lắp vào các xe chuyên dụng một hệ thống nhận dạng trực tuyến, giúp trong lúc di chuyển vẫn có thể phát hiện ra những chiếc xe có được cấp phép kỹ thuật hay có nằm trong danh sách đang bị truy tìm hay không. Đến cuối tháng 6 năm nay, hệ thống này sẽ được lắp trên 600 xe cảnh sát và nhờ đó những cuộc kiểm tra ngẫu nhiên với mục đích này sẽ không còn cần thiết nữa. Hệ thống mới này đã được cảnh sát sử dụng từ mùa thu năm ngoái và đã được lắp vào hàng chục xe cảnh sát. Do có hệ thống này mà khi xe cảnh sát di chuyển, vẫn nhờ phân tích biển số xe mà có thể phát hiện ra những chiếc xe sai phạm. Điều này sẽ giúp cảnh sát loại bỏ việc phải kiểm tra ngẫu nhiên các tài xế lái xe. Hệ thống hoàn toàn tự động quét và so sánh biển số xe. Và nhờ việc này mà ví dụ một xe cảnh sát trên xa lộ có thể kiểm tra hàng trăm xe trên một lộ trình của mình. Kết quả quét và so sánh sẽ hiển thị trên màn hình trên xe và cảnh báo bằng màu sắc. Ví dụ màu xanh lá cây, tức là chiếc xe này không có vấn đề gì. Còn cảnh báo màu đỏ, tức là chiếc xe đang bị truy tìm. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được lắp trong tất cả xe cảnh sát. Và đến tháng 6 năm nay thì sẽ có khoảng 600 xe cảnh sát có hệ thống này. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Vậy là chỉ còn một ít ngày nữa thôi là chương trình Tam Đa Promo 2023 sẽ khép lại. Và cho phép tôi xin được nhắc lại rằng chương trình Tam Đa Promo 2023 sẽ được áp dụng đến ngày 27 tháng 5 dành cho chuỗi dịch vụ Tam Đa Express và đến ngày 28 tháng 5 dành cho tất cả siêu thị của Tam Đa Food. Vì vậy, chỉ còn một ít ngày nữa thôi, quý vị và các bạn hãy nhanh tay đến với cửa hàng của Tam Đa Food mua hàng hoặc truy cập ngay vào website tamdaexpress.eu để đặt hàng. Và cho phép tôi xin được mật mí thêm một điều nữa rằng là ngày 16 tháng 6 sẽ là ngày tổ chức Gala Dinner, ngày mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ra chủ nhân của 4 chiếc xe Hyundai Enlight Tucson đời mới của chương trình Tam Đa Promo 2023 năm nay. Vì vậy, hãy theo dõi chương trình của chúng tôi nhé. Và bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều may mắn với tuần cuối cùng của chương trình Tam Đa Promo 2023. Thưa quý vị, theo đài RT, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố nhà lãnh đạo Nga được bảo vệ cẩn mật trong một phản ứng trước lời đe dọa ám sát Tổng thống Vladimir Putin được một quan chức tình báo Ukraine đưa ra. Trong cuộc phỏng vấn của mình với tờ Die Welt hôm 24 tháng 5, ông Vadim Skibitsky, phó giám đốc Tổng cục tình báo Ukraine GUR cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nằm trong danh sách mục tiêu của GUR. Quan chức này mô tả ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin là ưu tiên hàng đầu của tình báo Ukraine bởi ông ấy điều phối và quyết định điều gì sẽ xảy ra. Theo ông Skibitsky, cơ quan tình báo Ukraine từng thất bại trong kế hoạch ám sát lãnh đạo Nga vì ông Putin được bảo vệ rất cẩn mật và hiếm khi xuất hiện công khai. Ông Skibitsky cho hay Tổng thống Nga đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, nhưng mỗi lần như vậy đặc vụ tình báo Ukraine không hành động vì không thể chắc chắn về mục tiêu. Quan chức tình báo này cũng cho biết GUR đang tìm cách tiêu diệt người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group, Evgeny Prigozhin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Người phát ngôn Nga Peskov đã bình luận về thừa nhận của Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Vadim Skibitsky. Ông Peskov gọi việc tình báo Ukraine lên kế hoạch ám sát ông Putin là khủng bố. Theo ông Peskov, những tuyên bố như vậy cho thấy rằng chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine vào tháng 2 2022 là hơn cả chính đáng, hơn mức cần thiết và nó phải được hoàn thành. Điện Kremlin tuyên bố rằng Nga sẽ trả đũa cuộc tấn công này ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết.
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời là cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, vừa tuyên bố đề xuất kết nạp Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn và điều này đã dẫn tới xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Ông Kissinger đưa ra nhận xét trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Nhật báo Phố Vô của Mỹ đăng tải vào hôm 26 tháng 5. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết nước Nga trong nhiều thế kỷ đã có được sự ảnh hưởng đáng kể trong vùng, nhưng quan điểm của họ về châu Âu là nước đôi khi mà một mặt Nga muốn phát triển quan hệ với châu Âu vì sự phát triển của chính mình, nhưng mặt khác Nga cũng đồng thời cảnh giác về mối đe dọa tiềm tàng từ phương Tây. Mặc dù vậy, ông Kissinger vẫn cho những gì chính quyền Tổng thống Biden làm đã giúp ngăn ngừa Nga tấn công các nước đồng minh ở châu Âu. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga TASS đã khẳng định rằng Mỹ muốn kéo dài xung đột Ukraine càng lâu càng tốt và thậm chí khiến cho nó trở nên đẫm máu hơn. Nhà ngoại giao này cho biết trong các tháng gần đây, Mỹ và các đồng minh NATO đã mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí cho Ukraine, bao gồm xe tăng hạng nặng, trọng pháo và tên lửa hành trình tầm xa. Ông cũng đề cập chi tiết phương Tây đang đàm phán để cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Kiev. Vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, từng là Thủ tướng và Tổng thống Nga, phân tích về vận mệnh Ukraine trên tài khoản Telegram cá nhân, nêu ba viễn cảnh cho vận mệnh của Ukraine. Viễn cảnh đầu tiên, các vùng phía Tây Ukraine sẽ bị sáp nhập vào một số nước thành viên Liên minh châu EU. Một chính quyền mới được thành lập trên vùng lãnh thổ còn lại, tuyên bố là người kế tục chính quyền cũ và tiếp tục yêu cầu được gia nhập EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chính quyền mới sẽ đòi lại phần đất đã bị Nga sáp nhập, dẫn đến hậu quả tất yếu là một cuộc chiến mới, tiềm tàng nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba. Viễn cảnh thứ hai, lãnh thổ Ukraine được sáp nhập vào Nga và một số nước EU. Chính quyền lưu vong Ukraine mới sẽ được thành lập tại một nước EU. Các bên cam kết sẽ không tiếp tục chiến tranh trong tương lai gần. Tuy nhiên, các hoạt động khủng bố của lực lượng phát xít Ukraine tại các vùng sáp nhập vào EU vẫn sẽ tiếp diễn. Ông Medvedev cho rằng khả năng bùng nổ chiến tranh thế giới trong trường hợp này ở mức vừa phải. Viễn cảnh thứ ba, các khu vực phía Tây Ukraine được sáp nhập vào các nước EU. Người dân vùng trung tâm Ukraine và các vùng còn lại tuyên bố sử dụng quyền tự quyết để xin sáp nhập vào Nga. Nga sẽ chấp nhận yêu cầu này. Cuộc xung đột sẽ kết thúc, không có hiểm họa chiến tranh trong thời gian dài. Ông Medvedev khẳng định viễn cảnh thứ hai là đủ để làm Nga vừa lòng, song Moscow vẫn có thể cần viễn cảnh thứ ba. Chương trình huấn luyện của đội đặc nhiệm SEAL có hàng loạt thiếu sót, từ thiếu giám sát, sử dụng dược phẩm bừa bãi tới thiếu chăm sóc y tế. Theo một báo cáo của Hải quân Mỹ, báo cáo nhận định chương trình BATS của SEAL đã khiến các ứng viên có nguy cơ bị thương hoặc tử vong đáng kể. Bản báo cáo dài gần 200 trang này là kết quả của một cuộc điều tra được thực hiện sau khi Kelly Mullen, một binh sĩ 24 tuổi thiệt mạng do viêm phổi trong quá trình huấn luyện vào tháng 2/2022. Các điều tra viên của Hải quân Mỹ phát hiện hoạt động chăm sóc y tế trong khóa học được tổ chức tích hợp và lãnh đạo một cách tồi tệ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các ứng viên. Đây cũng được coi là nguyên nhân khiến Mullen qua đời. Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy nhiều ứng viên đã sử dụng các loại thuốc nhằm tăng khả năng hoàn thành khóa huấn luyện. Đây không phải vấn đề mới, nhưng Hải quân Mỹ dường như phản ứng tương đối chậm. Ngoài ra, văn hóa đề cao sức chịu đựng cũng khiến các ứng viên e dè trong việc báo cáo các vấn đề sức khỏe. Với độ dài 24 tuần, chương trình huấn luyện của SEAL được coi là đặc biệt khó nhằn với tỷ lệ trượt trung bình là 70% đến 85% mỗi khóa. Các ứng viên sẽ không được ngủ đủ, phải tắm nước lạnh và trải qua các bài tập thể chất và chiến đấu liên tục. Trong đó, quãng thời gian khó khăn nhất là tuần địa ngục. Trong 5,5 ngày huấn luyện, các ứng viên được ngủ chưa đầy 4 tiếng. Theo thông cáo của Angel & Volkers, một công ty môi giới bất động sản, thì Little Pipe Cay, một hòn đảo tư nhân rộng 15 ha ở Bahamas, được giao bán với giá 100 triệu đô la. Hòn đảo từng xuất hiện trong bộ phim cướp biển vùng Caribe, nổi tiếng thế giới ở Bahamas. Nằm trong quần đảo Esma, hòn đảo này đã xuất hiện trong bộ phim cướp biển vùng Caribe năm 2002 và Sòng bạc Hoàng gia năm 2006, một phần của loạt phim James Bond. Angel & Volkers Bahamas cho biết, hòn đảo này là một viên ngọc quý tuyệt đối và là hàng hiếm trên thị trường bất động sản cao cấp quốc tế, cách thủ đô Nassau của Bahamas chỉ khoảng 112 km về phía đông nam, nên di chuyển từ hòn đảo tới các nơi khác khá dễ dàng. Tùy thuộc vào thời điểm trong năm, hòn đảo được cho thuê với giá 75 đến 95 ngàn đô la Mỹ trên một đêm.
Trên đảo có một dinh thự chính và 4 nhà khách bao quanh. Dinh thự chính là một công trình kiến trúc kiểu thuộc địa rộng 500m², kết hợp các khu dành cho khách với diện tích 2000m², bao gồm 11 phòng ngủ, 12 phòng tắm. Little Pai PK có sân trực thăng riêng, spa và bể bơi vô cực đạt tiêu chuẩn Olympic. Ngoài ra còn có một số bến tàu nước sâu có thể chứa siêu du thuyền. Một bến tàu riêng biệt trên đảo có thể chứa các loại thuyền có kích cỡ khác, thậm chí cả thủy phi cơ. Các hình ảnh cũng cho thấy bãi biển cát trắng rợp bóng cây cọ, nội thất có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và nhiều không gian thư giãn khác, tất cả được bao quanh bởi làn nước trong vắt. Thỏa mãn cơn khát mua hè cùng Lipton, chỉ cần mua một bịch Lipton vị bất kỳ, có ngay cơ hội trúng một xe đạp Trek Pro Caliber 9.5. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 tại chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu/lipton. Thưa quý vị, thời gian qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế liên tục có công văn gửi các địa phương về phòng chống ngộ độc do Clostridium botulinum. Người dân không nên sử dụng sản phẩm giò chả không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, hạn chế sử dụng thiết bị đóng túi hút chân không để tránh ngộ độc botulinum. Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng giò chả không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hộ kinh doanh biện pháp vệ sinh gói, bao gói sản phẩm, hạn chế sử dụng thiết bị đóng túi hút chân không, tạo điều kiện môi trường yếm khí, thuận lợi cho Clostridium botulinum phát triển. Lưu ý với người dân và cộng đồng, chúng ta không có các kỹ thuật, các công nghệ, các thiết bị để tiêu diệt bào tử. Như vậy thì chúng ta phải tuân theo nguyên tắc cố gắng. Thứ nhất là cố gắng sử dụng các thực phẩm tươi sống, mới có và mới chế biến. Thế và thứ nhất, thứ hai là tuân thủ nguyên tắc là ăn chín uống sôi. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, ngăn chặn kịp thời cơ sở kinh doanh sản xuất giò chả không đảm bảo an toàn có nguy cơ gây phát sinh lây nhiễm botulinum. Mới đây, trang tin ẩm thực Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới được làm từ gạo năm 2023, trong đó hai món Việt Nam có mặt trong danh sách là món cơm tấm ở vị trí thứ 3 và bánh chưng ở vị trí thứ 97. Taste Atlas mô tả cơm tấm là món ăn bình dân bởi nguyên liệu chính là tấm, một loại gạo vỡ trong quá trình sản xuất gạo. Đây là món ăn thực khách có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu tại các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Cơm tấm được ăn kèm với nhiều món như trứng chiên, bì, sườn heo nướng, dưa chuột. Không thể thiếu là lớp mỡ hành để tăng hương vị cho món ăn và nước mắm linh hồn của cơm tấm Việt. Trước đó, trong một báo cáo, CNN đã nhận xét cơm tấm là món ăn đường phố bình dân hấp dẫn. Vào năm 2012, cơm tấm cũng nằm trong danh sách thức ăn mang giá trị ẩm thực của khu vực do Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận. Cũng nằm trong danh sách này có bánh chưng truyền thống của Việt Nam. Ngoài ra, danh sách còn có những món làm từ gạo ngon nhất thế giới như risotto, ai funghi, porcini của Ý, sushi Nhật Bản, khao phát của Thái Lan, nasi uduk của Indonesia và doma của Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 40 cô nhi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang ngày ngày lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của ni sư Thích Nữ Tâm Hạnh cùng các sư cô. Mong muốn của ni cô Thích Nữ Tâm Hạnh là xây dựng được lục hỏa, một mái ấm gia đình thực sự cho những cô nhi thiệt thòi với thật nhiều tình yêu thương. Cô Nhi Viện Lục Hòa hình thành ở cao nguyên Đức Trọng từ năm 2006, tiền thân là Cô Nhi Viện ở chùa Hương Sơn, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành lập năm 1998 do sư cô Thích Nữ Tâm Hạnh quản lý. Vốn mồ côi từ nhỏ, được nuôi dưỡng trong chùa nên hơn ai hết, sư cô rất thương cảm và giang tay đón nhận những mảnh đời vừa sinh ra đã bị người thân bỏ rơi hoặc gửi nhờ nuôi dưỡng. Bao nhiêu em nhỏ được nhận vào nuôi dưỡng, ăn học cũng là bấy nhiêu lo toan, trách nhiệm của nhà chùa. Với những đứa trẻ thiệt thòi này, các sư vừa là thầy, vừa là cha mẹ, vừa dạy dỗ, vừa nâng đỡ các em vượt qua bất hạnh và giữ được suy nghĩ tích cực lạc quan. Không chỉ chăm lo đời sống sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, nhà chùa còn lo chi phí học hành cho các em. Nhưng trên hết, đó là tình yêu thương bao bọc nhân hậu của những tấm lòng một người mẹ lớn. Các cháu đang cần tình thương, thì các cháu không có được tình thương của cha mẹ, của gia đình, của người thân. Và mình nuôi với cái tâm như một gia đình, như một mái ấm gia đình thật sự. Cuối tuần, lễ, Tết cũng là dịp để những đoàn khách đến thăm và hỗ trợ cô nhi viện. Có được một cơ sở khang trang, sạch sẽ, gọn gàng này còn là nhờ vào những đóng góp, tài trợ của những tín đồ Phật giáo, các nhà hảo tâm tùy hỷ, lời gửi thưa lễ phép, tiếng cười đùa trong trẻo trong quá trời.
trong khoảng trời bình yên nơi đây đã níu chân mỗi vị khách đồng cảm với các ni sư. Hơn 40 cô nhi đang ngày lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của các sư cô và cả cộng đồng. Người mẹ lớn của mái ấm Lục Hòa vẫn ngày ngày lặng lẽ ươm mầm những hạt duyên lành, nuôi dưỡng bằng hơi ấm, tình yêu thương theo giáo lý nhà Phật để các em lớn lên mạnh mẽ và trở thành người thiện lành, có ích cho đất nước, cho xã hội. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 5 cũng đánh dấu sự khép lại của quá trình săn phiếu Tam Đa Promo 2023. Những lá phiếu cuối cùng cũng đã được trao đi đối với những khách hàng của dịch vụ giao hàng nhanh Tam Đa Express từ ngày 27 tháng 5 rồi. Còn những vị khách hàng của hệ thống siêu thị Tam Đa Foods cũng đã có một ngày cuối cùng sôi động và không ngừng hy vọng may mắn sẽ đến trong những lá phiếu cuối cùng của mùa 7 Tam Đa Promo. Ngày 28 tháng 5 tại siêu thị Tam Đa Foods cũng là ngày cuối cùng của chuỗi ngày săn phiếu Tam Đa Promo 2023. Những xe hàng đầy ắp và những lá phiếu cuối cùng cũng đã được trao đi. Bà Dagmar Chervenkova năm nào cũng tham gia Tam Đa Promo và vẫn không ngừng hy vọng vào những lá phiếu trong tay. Tôi đã lấy hàng ở đây rất lâu rồi. Cứ khi nào có promo chúng tôi đều tham gia. Năm nay tôi đã gom được 30 phiếu rồi. Tôi lấy hàng về kinh doanh, nhưng cũng vì những lá phiếu này tôi lấy nhiều hơn. Tôi thấy năm nay bán được hơn mọi năm. Tôi chúc tất cả sự may mắn sẽ đến với những người tham gia Gala Dinner và sẽ được ngồi trên chiếc xe mới về nhà. Từ khi diễn ra chương trình Tam Đa Promo, các nhân viên Casa của hệ thống siêu thị Tam Đa Foods vẫn ngày ngày chứng kiến và trực tiếp trao cho khách hàng những lá phiếu bốc thăm sau mỗi hóa đơn và vẫn là những người có nhiều cảm xúc hơn cả, nhất là vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Sau này nhiều người được nhiều phiếu lắm. Mà có khi là hai mấy phiếu cũng có. 20-30 phiếu cũng có, thường thì mười mấy phiếu, nhưng mà thường là 6-7 phiếu, chục phiếu. Cũng rất là vui vẻ, như thắc mắc cứ đùa thật là. Mãi chứ gì có người mười mấy năm chưa được cái gì cả. Nhưng mà đây chỉ là cần lấy hàng mới lấy về bán thôi, chẳng được phiếu thì được, mà cũng được ô tô được, không được thì cũng mọi người cũng vui vẻ mà. Cũng biết là đấy là gọi là hên xui thôi. Khách hàng mà nhận được số phiếu nhiều nhất là 25 cái mình khác. Mình thường thấy là khách hàng Việt Nam mình nhận được nhiều phiếu hơn. Trước đó, cuộc săn phiếu dành cho khách hàng của dịch vụ giao hàng nhanh Tam Đa Express đã kết thúc vào ngày 27 tháng 5. Và trong ngày cuối cùng này, các khách hàng của hệ thống siêu thị Tam Đa Foods cũng tích cực gom cho mình những lá phiếu cuối cùng để mong có được may mắn trong tuần 10, cũng như dành cho mình được một vị trí tại Gala Dinner. Tôi lấy hàng mỗi tuần một lần. Trước tôi cũng nhận được phiếu và tôi không rõ phải làm gì với chúng. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết rồi. Tôi có khoảng 15 lá phiếu trong mùa Tam Đa Promo năm nay. Những lá phiếu cuối cùng này tôi hy vọng sẽ có được vị trí trong đêm gala. Bình quân là mỗi tuần mình có 4 lá phiếu. Mình rất là kỳ vọng sẽ được đấy, may mắn đấy. Mong sao mình sẽ được vào từng tuần đấy, được chuyển thoại được. Tuần thì anh đặt hàng độ khoảng 5-6 phiếu, xong anh đi lấy hàng thì khoảng 2 phiếu nữa, bởi vì có cái tủ hàng tủ mát ấy. Cái đồ đông lạnh thì là Tam Đa chưa có đưa cho nên là anh hay là anh lấy. Thế là tổng cộng toàn cỡ được khoảng 5-7 phiếu. Thì cũng như hàng năm thôi, nói chung là chỉ mong tất cả mọi người có một niềm vui. Mà ai đã trúng rồi thì anh cứ hay nói vui ấy, là thôi đi cho tôi có cái thiệp mời đi đăng cỗ cho nó mừng. Chứ còn thực ra thì cái này là nó là một cái sự may mắn, cho nên là không thể nói trước được điều gì. Chúc mọi người có một đêm gala thật là vui vẻ. Còn may thì là tới ai thì người đấy được. Hành trình săn phiếu Tam Đa Promo 2023 đã chính thức khép lại, nhưng những dư âm từ những lá phiếu đầu tiên cho đến những lá phiếu cuối cùng vẫn là những trải nghiệm thú vị dành cho tất cả các vị khách hàng của hệ thống siêu thị Tam Đa Foods và dịch vụ giao hàng nhanh Tam Đa Express. Với sự hấp dẫn của giải thưởng chính là 4 chiếc xe Hyundai Tucson, Gala Dinner năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ, nhiều niềm vui hơn cho các vị khách hàng của Tam Đa. Vâng, thưa quý vị, như vậy những lá phiếu cuối cùng đã được bỏ vào thùng phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc Tam Đa Promo 2023 đã kết thúc quá trình săn phiếu. 10 lá phiếu cuối cùng lọt vào vòng Gala Dinner sẽ được chúng tôi công bố tại buổi livestream sẽ diễn ra vào thứ ba tới đây, tức là ngày 30 tháng 5. Và Gala Dinner Tam Đa Promo 2023 đã được ấn định sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 6 tại thủ đô Praha,
hãy cùng chúng tôi đồng hành và theo dõi xem ai sẽ là chủ nhân của 4 chiếc xe Hyundai Tucson năm nay. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.